gập xuống. Chí tuệ nhân tạo nó phải thế này, mở ra. Cái này để lên, để lên đúng tầm này thì mình gấp được. Đó, thế thôi. Thoải mái. Này coi nè. Cái này em đem lên xe buýt thì như vậy để thoải mái. Đây khoảng mấy ký ta? Chưa đến chục ký đâu ha. 7 ký ta, 7 ký mấy mà. Cũng nặng toàn sắt rồi. Đó. Chạy. Đặt thử muốn đi không? Ra ngoài có mua cái để ta làm video ta bán nha. Đấy, hiện đại chưa? Buổi sáng thì thường tôi đi nhẹ sáng nào đi là 20 cây đó. Sáng rồi chạy 20 cây. Nhẹ, cái kia nằm nên nó rồi. Rồi, chị Trang quyết từ sáng dành cho một mục về đây. Bữa nào tôi chuyển cho ông tài liệu ông làm cái xe máy, bây giờ không có xe đạp loại này nữa. Loại này là